Nãy giờ đó An Nhiên hỏi thì bạn đó trả lời đúng, đã đúng rồi mà còn còn nói là An Nhiên nói xấu nước Mỹ. Vậy thì Nam Phong thấy cái Nước bạn Hà Tĩnh này nói chuyện nghe nó mâu thuẫn không? Nhiên hỏi là ở đúng Mỹ có đóng thuế hay không, kêu có đó, cái gì cũng nói đúng mà kêu là mình đi nói xấu nước Mỹ. Cái đó. mà An Nhiên thể hiện mà tụi nó còn nói là An Nhiên nói xấu nước Mỹ thì tụi nó quá ngu rồi. Cái mà mình đem đến nói xấu là nói xấu như thế nào, cái chữ nói xấu là cái cụm từ đó nó ý nghĩa là sao, gọi là nói xấu. Khi mà mình đưa ra một sự việc và mình đem một sự việc đến nữa để mình so sánh cả hai, cái đó không phải gọi là nói xấu mà là cái đó gọi là chia sẻ chứ không phải là nói xấu. Ừ, nếu như nói xấu á thì như thế này, ở Mỹ làm cho tôi khổ, tôi nghèo, tôi này tôi kia đi, cái gọi là nói xấu. Ở Mỹ tra tấn tôi cái này cái kia, cái đó gọi là nói xấu xuyên tạc. À, Còn đằng này không. mình đem một sự việc mình so sánh với một sự việc, cái đó không gọi là nói xấu. Bạn nên học lại cái từ tiếng Việt và bạn nên học lại cái cách mà bạn chụp mũ của người ta như vậy. An Nhiên phải dùng cái từ là nói thuốc đắng giả tật mà sự thật mất lòng. Con mình nói thật nó mất lòng. Bởi vì cái lũ bưng bô Mỹ thì cái gì nó Mỹ cũng số 1 tốt hết. Nhưng mà thật sự ở trên trái đất này không có chỗ nào là thiên đường hết à. Ở đâu cũng có cái mặt tốt và cái mặt chưa tốt. Mặt tốt thì mấy anh ba que đã gọi là tuyên truyền nhiều rồi, thì bây giờ An Nhiên nói cái mặt chưa tốt để sao? Xã hội mà có phản biện thì mới phát triển, hiểu không Hoàng Nguyễn? Xã hội nào không vậy? Có phản biện thì mới có phát triển đó. Ăn thì cứ bưng bô nước Mỹ tốt lắm, nước Mỹ giàu có, nước Mỹ sướng lắm, nước Mỹ thế này thế nọ. Còn bao nhiêu thành phần người Việt nói tiếng Mỹ không lát sao không nhắc tới người ta đi? Ừ. Sao không có cái giải pháp nào, cộng đồng người Việt có cái giải pháp nào giúp người ta đi? Hoặc là ít ra cũng kêu kêu gào cái chính quyền địa phương đó, phải có cái chính sách nào hỗ trợ họ. Họ là máu mủ của các vị đó, cùng dòng máu đó, máu đỏ da vàng đó. Tại sao các vị thờ ơ vậy? Hả? Trong khi dân trong nước đâu có cần cái các vị phải kêu gào hả? Dân chủ nhân quyền không cần, họ không cần. Nếu mà nói nhân quyền với dân chủ thì nước Mỹ còn phải học Việt Nam nha. Thành lập mấy cái hội đoàn toàn là đi xin tiền chống cộng, xong rồi mạnh thằng nào đó bỏ túi. Tại sao ông thành lập mấy cái tổ chức phi chính phủ đó, giúp đỡ những cái người homeless, đặc biệt là người cùng dòng máu với mình đó, ở bên Mỹ đó. Ừ. Làm vậy đi, người ta nể, người ta tự người ta nể, đúng không? Giờ thành lập. Nếu như những cái thành phần mà lên trên này đừng có mị dân, đừng lôi kéo, đừng nói xạo nói láo, cuộc sống ở bên Mỹ là thiên đường á, thì Nhiên chả cần phải đem ra để mà phân tích Đúng gì rồi, cả. Nhiên Nhiên hoặc mình hoặc là mấy anh chị em yêu nước ở đây, tại sao lại có mặt ở trên cái không gian mạng này? Tại vì mình lên mình đọc những cái những cái bài viết, những cái comment xuyên tạc bịa đặt của tụi nó, mình không chịu được. Ừ. Và trách nhiệm là một người công dân có trách nhiệm, mình phải lên tiếng. Còn mỗi người có một cách thể hiện quan điểm riêng, người thì mở like, người thì họ viết bài phản biện, người thì họ comment, đúng không? Mỗi người có một cái sở trường, một cái khả năng nào đó thì họ lên họ đóng góp và họ muốn cái đất nước này nó tốt lên, chứ không không bị những cái kẻ gọi là láo xạo kia nó xuyên tạc bịa đặt. Nếu mình im, những cái chuyện xấu không có nhưng mà nó nói hàng ngày hàng giờ là nó thành có, bởi vì không ai phản ứng đó. Là nó thành thật, nó thành những người người ta đọc riết, người ta tiêm nhiễm. Đúng Cho nên rồi. mình với đất nước này, mình không đóng góp gì nhiều thì mình có cái tiếng nói, Giống như Nam để Phong mình thấy đóng năm góp cho tiếng nói. 2018 khi An Nhiên chưa chưa có chính thức thật sự tham gia mạng xã hội á, thì tụi nó đã lôi kéo người dân như thế nào để đi biểu tình. Thay vì á, Đó. ví dụ như á, một con người có cái tâm suy nghĩ tới đất nước thì phải khuyên nhủ, chúng ta không nên làm quấy nhiễu đất nước như vậy, không nên làm những cái cuộc biểu tình như vậy sẽ làm đập bể những cái tài sản, mà tài sản của người dân cũng là tài sản chung hay là cái gì đó.
cái đó mới đúng. Còn đằng này đi xuống người dân, xuống nữa đi, xuống biểu tình cả toàn dân đi để lật đổ này nọ, thì làm sao thật sự một con người rất là bình thường giống Nhiên trước khi Nhiên không bao giờ Nhiên biết cái gì về mạng xã hội cả. Nhưng đến khi mình coi trên tivi, đùng một cái mình thấy tự nhiên dân Việt Nam mình đi ra biểu tình nhiều quá. Rồi họ không hiểu cái gì đặc khu như thế nào cả, họ không hiểu đó. Thì làm sao mà mình có thể ngồi yên được, trong khi ấy, mình nhìn những cái đất nước khác cũng đi biểu tình, giống như Hồng Kông đi biểu tình đó, rồi đập phá đất nước, làm đất nước nghèo đi. Hồng Kông trước kia là một nước hả tự hào như thế nào, sau cái cuộc biểu tình đất nước Việt, đất ở ở Hồng Kông như thế nào đó, các bạn nhìn thấy đó. Rồi những nước trên thế giới họ họ mong được cái sự bình yên như thế nào mà họ không có. Cho nên vì vậy, vì như vậy mà Nhiên phải xóa hết tất cả những cái tên của người thân và bạn bè trong cái trang, trong cái nick An Nhiên này, để mà Nhiên tham gia vào mạng xã hội, để mà mình muốn mình can đảm hơn, mình nói lên những cái chính kiến, những cái sự thật mà mình sống tại nước Mỹ 20 năm trời mình thấy nó như thế nào. Ừ, đi qua Mỹ bạn phải đi làm mà phải đón xem bớt cái cảnh như thế nào, những cái cảnh thực tế bạn đi làm được bị những người trong tiệm coi bạn ma mới và ma cũ, họ ăn hiếp bạn như thế nào. Rồi bạn đóng, bạn đi làm là bạn phải đóng thuế như thế nào, bạn trả tiền tiền hả, để mà trả tiền nhà, tiền bill như thế nào. Bạn không trả họ sẽ đuổi bạn ra khỏi nhà như thế nào. An Nhiên đã bị chứng, đã chứng kiến và An Nhiên nằm trong cái cảnh đó. Lúc đó mình làm ít tiền và mình đóng thuế cho cái apartment đó đó, anh mình đóng tiền tiền nhà cho apartment đó, đó mà mình tháng đó mình làm ít quá, mùa đông mình làm ít quá, mình không có đủ tiền. Nhiên còn nhớ sau Thanh Ký Vinh là sau cái lễ tạ ơn của Mỹ á, Nhiên bị chủ nhà đổi ổ khóa. Nhiên bị cái chủ, thằng chủ của apartment á đổi ổ khóa, tại vì Nhiên không có tiền Nhiên đóng cho nó cái tháng đó. Và Nhiên lên Nhiên nói ngay văn phòng nó, Nhiên kêu là bây giờ tao làm ít tiền quá, tao không có tiền đóng cho mày tháng này, mày có thể cho tao đưa tháng sau tao đóng, hoặc là tao sẽ dời đi chỗ khác. Nó sợ là mình dời đi nó mất khoản tiền, nó đã lấy mình 200 đô cái tiền mà mình thế chân rồi, vậy mà nó đành lòng nó đổi ổ khóa, nó không cho mình vô nhà. Trong khi mình đi làm về là gần 1 giờ đêm, mình không vô cái nhà được, nó đổi ổ khóa rồi mình đâu mở cửa vô được đâu. Nhiên phải gọi cái người mà mở ổ khóa trả cho nó 100 mấy đồng tiền mở ổ khóa. Cái là tụi văn phòng đó nó đến hả, nó làm khó dễ mình, nó không cho mình vô nhà để mà mình lấy đồ. Cái sự ghẻ lạnh của những người bên này là như vậy, mình làm không có tiền thì bị đuổi ra khỏi nhà là như vậy. Những cái đó có người Việt kiều nào dám can đảm lên kể cho người thân họ nghe, hoặc là kể cho người dân Việt Nam nghe hay không? An Nhiên không ngại những cái điều đó. Các bạn cười chê, có thể các bạn cười chê An Nhiên là ô sao tại sao thời gian đó nghèo như vậy, sống ở Mỹ Việt kiều mà nghèo như vậy, các bạn không tin, nhưng mà đó là cái sự thực tế. Đó, năm 2006 An Nhiên bị đuổi ra khỏi cái apartment đó tại vì không có tiền trả cho họ. Đó là thực tế, đó là sự thật. Đó, những gì mình chia sẻ là những cái thực tế, những sự thật, và mình cảm thấy không có gì gọi là xấu hổ cả. Đó là mình san sẻ để cho các em, các anh chị em biết được ở cái cuộc sống ở Mỹ là như vậy. Khi các bạn có điều kiện đi qua Mỹ, các bạn sẽ khỏi bị cái cảnh giống như tôi. Các bạn sẽ phấn đấu hơn, các bạn sẽ lo làm hơn, các bạn sẽ đưa mình trở thành một con người hữu dụng trong xã hội hơn. Cái đó không phải là nói xấu nước Mỹ, mà là mình chia sẻ những cái gì mình đã trải qua để các bạn khác nắm vững và các bạn khác không giẫm đuôi. Nói chung là ở trong nước, bản thân mình thì rất nhiều anh chị em rất là trân trọng cái tình cảm của những mà Việt kiều giống An Nhiên, hoặc là Bút Cầm, rồi anh Việt, Việt Ai ơi, rồi Việt Trai gì đó. Những người Việt kiều họ luôn hướng về đất nước với cái nhìn khách quan. Mình nói ở đây là với cái nhìn khách quan. Đất nước vẫn còn những cái tồn tại hạn chế, đúng không? Chứ không phải là mình bao biện, là mình ngụy biện, là mình giống như là Việt Nam giờ cái gì cũng tốt tốt, không có giống như cái tụi bao que là nước Mỹ gì cũng tốt đâu. Mình vẫn ghi nhận những cái vấn đề, cái còn thiếu sót để chúng ta cùng nhau phát triển. Đó, Việt Nam còn nghèo. Nghèo là so với nước Mỹ thôi, chứ còn so với khu vực thì Việt Nam cũng không có thua ai đâu. À, đó, rồi vẫn còn những cái gọi là gì, tham nhũng, rồi những cái loại tội phạm vẫn còn xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề đó
đã là loài người thì phát triển đến đâu thì nó sẽ tồn tại theo loài người đến đó, không bao giờ hết. Chưa có một đất nước nào mà nói tôi đã khống chế được tham nhũng hay là tội phạm này kia. Như nước Mỹ phát triển hơn Việt Nam bao nhiêu đâu, hơn 300 năm đúng không? Vậy tại sao bây giờ vẫn tội phạm ầm ầm đó, vẫn có tham nhũng, vẫn có những cái gọi là cái mặt trái xã hội khác? Thì đó là cái gì, xã hội loài người khi hình thành nó đã có rồi và nó sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ chúng ta chỉ hạn chế nó thôi chứ chúng ta không thể nào xóa được nó, bởi vì bản thân con người chúng ta cũng vậy, phải có người tốt người xấu, có người siêng làm, người chăm làm, người lười nhác, mà lười nhác không có tiền thì sinh ra trộm cắp cướp đúng không, rồi tham cái này tham cái kia đó, từ con người người ta. Và trên các cái đất nước khác thì cũng là người chứ đâu phải là súc vật đâu đó. Cho nên mà chúng tôi lên đây thì rất là cảm ơn những cái tin, những cái tiếng nói của An Nhiên và các cái anh chị em Việt kiều khác, họ hướng về đất nước rất là khách quan, họ nói lên những cái tâm tư tình cảm của mình ở cái đất nước họ đang sống, và họ thấy những cái việc họ, những tuyên truyền láo xạo vớ vẩn về đất nước thì họ lên tiếng. Cái đó là một con người chân chính có trách nhiệm đó, và tôi tôn trọng và đánh giá cao những cái người Việt kiều. Còn những cái kẻ mà suốt ngày chê bai đất nước, đội Mỹ lên đầu, tôi khinh, khinh kẻ đó không đáng để chúng ta tôn trọng. Đáng. Mà đó là ai? Là những cái kẻ phản động bao que, ở trong nước thì gọi là gì, dân chủ cùi. Đó là cái vấn đề mà hồi nãy An Nhiên có nhắc về cái việc biểu tình đó. Thì thật sự mà nói, An Nhiên là có cái nhìn rất là chính xác. Còn những cái kẻ chống phá thì nó hô hào, kích động biểu tình. Chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện cái lòng yêu nước, trách nhiệm đối với đất nước, không phải bằng cách biểu tình. Đó là tiêu cực. Vậy ở đây những cái kẻ mà biểu tình hoặc những kẻ dân chủ cùi có bao giờ nó tham gia một cái cuộc gọi là tiếp xúc cử tri để nó nói lên cái tâm tư nguyện vọng, đúng không? Những cái đóng góp cho địa phương, cho tỉnh, cho thành phố, cho cả nước. Đó, họ tiếp xúc cử tri bằng nhiều cách: quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân huyện, đại biểu hội đồng nhân dân xã, từng cấp. Thì mình có vấn đề ở cấp nào mình tiếp xúc cấp đó. Nếu mà tầm vĩ mô thì các vị tham gia cái cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh hoặc quốc hội, đại biểu quốc hội, để chúng ta đóng góp những cái gọi là những cái ý kiến, hoặc thậm chí chúng ta oan ức cái gì chúng ta lên đó chúng ta kêu gào, và họ sẽ có trách nhiệm xử lý trả lời cái việc đó ngay tại cái buổi đó hoặc là cái buổi sau nếu người ta không vượt quá thẩm quyền. Có vị nào, có cái kẻ dân chủ nào đã bao giờ đi tiếp xúc cử tri như vậy chưa? Bởi vì các vị thờ ơ, chỉ thích ở nhà kích động người khác làm loạn, biểu tình đập phá thì được cái gì, đúng không? Đất nước chúng ta đang yên ổn, chúng ta đang phát triển, nếu chúng ta không có sự ổn định chính trị ở đây thì các cái nước khác họ không dám đầu tư, họ không dám đầu tư cho đất Việt Nam. Bây giờ Myanmar đâu dám, là nước nào qua Myanmar đầu tư, hoặc là Libya, Syria đó, ai dám vô đó đầu tư? Không đầu tư thì không có, chúng ta không thu được thuế, không giải quyết việc làm, rồi rất nhiều cái vấn đề khác đó. Vậy tại sao lại đi quậy phá, đi đốt phá cái công ty của người ta, đập phá rồi ai đền? Nhà nước và nhân dân này, cổ ra đền. Cái đám chống phá ở bên hải ngoại nó có đền không? Rồi những cái kẻ mà bị xuyên tạc, bị xúi giục, bị bắt đi tù, có thằng nào về chăm sóc cha mẹ già cho nó không, nuôi con thơ cho cái thằng đi tù không? Hay là tụi bay suối xong rồi tụi bay ngồi với nó, tụi bay hả hê? Phải, có nghĩa là nói một cách nào đó tụi bay là không phải là người, là những con quỷ dữ. Bởi vì đất nước này mỗi lần có loạn lạc là tụi bay sướng, hả hê sung sướng. Thiên tai dịch bệnh lên mạng là chúng ta thấy rồi,
Trong khi người trong nước họ chia sẻ cái nỗi đau thiên tai mất mát dịch bệnh, thì những cái thằng mà ba que dâm chủ nó hả hê sung sướng và bắt đầu tất cả nó đổ cho cộng sản. Tại cộng sản á, nó ở tận Cali nó ỉa không ra, nó đổ thừa cộng sản mà. Bởi vì tụi nói một câu là tụi bay là ác quỷ cũng không phải là sai đâu, nó làm gì có tình người đó. Tình người, nếu có tình người tại sao những cái người homeless, người Mỹ nói tiếng Việt đó, tụi bay không giúp người ta đi? Họ có cái câu Đột này những vui cái không Phong, họ có câu này họ nói là An Nhiên đó, là An Nhiên không được quyền nói gì về nước Mỹ. Vậy thì họ ở bên Mỹ, họ có biết gì về Việt Nam mà họ nói về Việt Nam, đúng không? Trời ơi, họ biết cái gì về Việt nó Nam, hàng ngày mà về Việt Nam đó. họ nói An Nhiên là không có biết gì về nước Mỹ thì đừng nói về nước Mỹ. Ủa, An Nhiên sống tại nước Mỹ mà họ nói An Nhiên không biết gì về nước Mỹ thì đừng nói về nước Mỹ. Vậy thì họ sống tại nước Mỹ, họ không ở Việt Nam mà họ biết Việt Nam sao? Vậy thì tại sao họ có quyền gì họ nói về Việt Nam, đúng không? Chỉ một câu, một câu đơn giản như vậy thôi. Ừ, tôi sống tại, tôi ở Mỹ, được quyền tự do ngôn luận, được quyền tự do dân chủ như các bạn nói đó, mà các bạn nói tôi là không biết gì về nước Mỹ thì đừng nói gì về nước Mỹ. Vậy thì các bạn có biết gì về Việt Nam? Các bạn nói về Việt Nam như đúng rồi vậy đó, đúng không? Còn An Nhiên nói Đúng là vậy. An Nhiên từ trước giờ An Nhiên khẳng định là An Nhiên chưa bao giờ mà gọi là kêu các bạn đừng đi qua Mỹ hoặc là đừng đi nước ngoài. An Nhiên luôn nói các bạn, An Nhiên luôn khuyên các bạn đang có thu nhập thấp ở Việt Nam mà muốn đi nước ngoài làm ăn, muốn đi Mỹ làm ăn thì các bạn cứ việc đi, đi để mà mình biết được một nơi khác nữa để là mình làm ăn như thế nào. Nhưng đi để mà trở về, chứ không phải đi để mà vĩnh viễn luôn, chứ không phải đi để trở thành một đứa con phản quốc, chứ không phải đi để mà nói xấu quê hương đất nước. Mình đi qua nước ngoài với cái con đường chân chính, mình đi qua để mình lao động chân chính, mình đi qua để mình đi làm, và mình biết được là sống nơi đâu cũng phải đóng thuế cho nước sở tại. Và mình sống ở, khi mình về lại Việt Nam mình phải có trách nhiệm với quê hương mình hơn. Tại vì khi mình qua nước ngoài mình sống, mình làm, mình đóng thuế cho nước của họ, thì mình nhìn lại nước Việt Nam mình, thuế ở Việt Nam mình có bao nhiêu, có giống như vậy hay không, để mình biết thương nước Việt mình hơn nữa, đúng không? Chứ không phải là An Nhiên xúi các bạn, An Nhiên nói các bạn đừng đi qua. An Nhiên chưa bao giờ nói các bạn đừng nên đi Mỹ nha. An Nhiên khẳng định An Nhiên chưa bao giờ nói. Và An Nhiên chỉ nói là đây là hành trang cho các em, để các em đi qua Mỹ. Các em biết được là một tháng 4.000 đô, không phải các em bỏ túi được 4.000 đô, mà các em làm 4.000 đô, các em chỉ bỏ túi được 500 đô đến 1.000 đô. Đó là sự thật. Tại vì các em phải trả những cái khoản bill, các bạn em phải trả những khoản thuế đáng có, phải có. Đó là An Nhiên luôn chia sẻ đến các bạn ở mạng xã hội những cái điểm này. Chứ chưa bây giờ An Nhiên nói các bạn đừng đi qua Mỹ. Cho nên bạn Hoàng Nguyễn, bạn đừng đánh cháo khái niệm thêm một lần nữa. Và lời nói của bạn đừng bao giờ mà chụp mũ cái kiểu khốn nạn mất dạy như vậy. Bây giờ Hoàng Nguyễn nè, Hoàng Nguyễn thử bây giờ nhìn nhận cái nước Mỹ nó có những cái mặt nào tốt, cái mặt nào xấu. Không phải bỏ cái mặt tốt thì cũng được, Mỹ có nhiều cái rất là tốt, nhưng mà những cái chưa tốt thì Hoàng Nguyễn có dám lên tiếng không? Có dám lên tiếng không? Làm sao bởi vì nói là cái này là cái chung của cái đám bao que bên đó. Đi ra đường rất người nhiều. Mỹ kêu nó không xếp đặt mặt thôi. Người Mỹ kêu nó căm cái mỏ lại, nó phải căm cái mỏ lại. Chứ ở đó mày dám lên tiếng à? Rồi có dám kể cho người Việt Nam nghe là người Mỹ nói như vậy hay không? Bảo đảm sẽ không, đúng không? Rồi, đúng rồi. Có dám kể cho người Việt Nam nghe là qua bên này á, không dám nói cái gì về khách hàng hay không? Còn khi họ về tới Việt Nam họ làm gì với người dân? Họ sỉ vã người dân, họ dám chửi người dân như vậy. Đó là đồng bào của mình mà mình dám chửi như vậy. Còn đối với người Mỹ họ có dám như vậy hay không? Bây giờ người Mỹ á, đó, nguyên một cả cái quốc hội của Mỹ, họ chửi cái nghị viên cái gì? Em điều đổ hả? Đúng không? Đổ cái gì đó. Đúng rồi. Đó. Họ Andrew đổ gì đó.
em điều đó ở là một loại tinh trùng khuyết tật. Vậy thì các người có dám kể cho người Việt Nam nghe là các người bị sỉ nhục như vậy hay không? Không dám kể đâu, đúng không? Hoàng Nguyễn có dám kể là Hoàng Nguyễn đã qua Mỹ rồi Hoàng Nguyễn khổ cực như thế nào hay không? Có những giây phút ăn mì gói như thế nào hay không? Hay là các bạn chỉ lên trên này các bạn kể là được ăn lobster, được ăn tôm, được ăn cái này cái kia. Các bạn có dám kể các bạn đi đón xe bus đi làm được hay không? Các bạn không dám là các bạn thua một người phụ nữ như An Nhiên rồi. An Nhiên dám kể đó. Và trước mặt bạn nãy giờ An Nhiên vẫn dám kể là An Nhiên bị đuổi ra khỏi trại phát minh đó vì không có tiền đóng. Nếu như chính phủ Mỹ có những chính sách tốt cho người dân thì An Nhiên năm xưa An Nhiên sẽ không bị đuổi ra khỏi như vậy, bị nó khóa trái cái cửa như vậy giữa đêm mùa đông lạnh giá qua khỏi cái ngày lễ Thanh Chí Minh đó. An Nhiên còn nhớ là ngày 29 tháng 11 năm 2006 bị nó đuổi ra trong một đêm lạnh giá của nước Mỹ. Nó không cần biết là mình ra ngoài đường mình sẽ chết cống ngoài đường như thế nào. Tình người như vậy đó. Các bạn Có có dám tình kể người những giây chỉ phút có đó tình không? đó. Bây giờ Nhiên hỏi nếu như Hoàng Nguyễn bị cái cảnh giống như An Nhiên, bạn có mạnh dạn lên trên mạng chia sẻ giống như tôi hay không? Tất nhiên là bạn sẽ không bao giờ kể những cái giây phút mà bạn khổ cực rồi. Bạn làm gì Giấu gì cho bạn xấu hổ. Nhưng mà tôi không có như gì mẹ xấu giấu hổ. cứ ca nhiên Đúng không Nam Phong? An Nhiên thấy cái này không có gì gọi là xấu hổ cả, mà là mình chia sẻ cho các bạn nghe để các bạn thấy được là qua Mỹ các bạn không nên để mình rơi vào tình trạng đó, phải cố gắng làm việc. mình có